được sự hỗ trợ kịp thời 25 tỷ đồng từ vốn vay của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, nên hợp tác xã Miến Việt Cường ở xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ đã vượt qua khó khăn trong quá trình sản xuất và phát triển ổn định. Hợp tác xã đã đầu tư thêm về máy móc, kỹ thuật sản xuất, mở rộng nhà xưởng. Đến nay, sản lượng xuất bán của hợp tác xã ước đạt gần 500 tấn một năm, doanh thu đem lại khoảng 40 tỷ đồng. Gần 30 lao động và 40 xã viên vẫn đều việc với mức thu nhập từ 6 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Đặc biệt, đây là điều kiện quan trọng để hợp tác xã có được sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục mở rộng cái vùng nguyên liệu ở địa phương và gắn với cái sản phẩm OCOP 5 sao để mở rộng vùng nguyên liệu và mở rộng cái quy mô sản xuất. Những năm qua, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã khẳng định được vai trò trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nói chung, sản phẩm OCOP nói riêng. Từ đó giúp người nông dân chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp dựa trên mục tiêu tăng sản lượng sang tư duy kinh tế với mục tiêu là tăng giá trị. Sau hơn 3 năm thực hiện OCOP, đến nay Thái Nguyên đã có 129 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP với 2 sản phẩm được chứng nhận 5 sao cấp quốc gia. Trong đó, số sản phẩm OCOP của các hợp tác xã nông nghiệp chiếm tới hơn 95%. Mình đã làm được đến 4 sao rồi thì mình chỉ mơ ước làm sao mà làm được 5 sao. Làm là phải ở cái khâu chăm bón, làm sao mà cho chè nó đạt được tiêu chuẩn. Thời gian qua, bên cạnh việc hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay ưu đãi, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng chú trọng xúc tiến thương mại và hỗ trợ chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh cho các hợp tác xã trong quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Thông qua việc giới thiệu các hợp tác xã tham gia triển lãm, hội chợ được tổ chức trong và ngoài tỉnh, thực hiện cung cấp thông tin, kết nối hợp tác xã với các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Từ năm 2022 đến nay, đã tổ chức cho trên 100 lượt hợp tác xã tham gia trưng bày, giới thiệu và kết nối cung cầu sản phẩm tại các tỉnh. Qua đây, các hợp tác xã đã có cơ hội giao lưu, tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết, mở rộng thị trường. Hiện nay thì cái khâu quảng bá của đơn vị vẫn còn hạn chế, chính vì thế đây cũng là một cái cơ hội rất tốt để cho đơn vị có cái dịp đưa sản phẩm ra thị trường, giới thiệu cho bạn bè cũng như là tất cả những khách hàng Thái Nguyên có cơ hội tiếp xúc với những cái sản phẩm nông nghiệp an toàn, cũng như là xúc tiến thương mại trong cái dịp Tết Nguyên đán này được tốt hơn. Toàn tỉnh hiện có gần 700 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực với hơn 42.000 thành viên và người lao động. Thu nhập bình quân của các thành viên đạt từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ các hợp tác xã với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện của địa phương. Đặc biệt là triển khai thực hiện tốt đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Thời gian tới là chúng tôi sẽ tập trung các cái nguồn lực cũng như là tập trung huy động các cái chương trình mục tiêu quốc gia mà được phân giao nhiệm vụ cũng như là huy động các nguồn lực từ các cái tổ chức phi chính phủ, các cái tổ chức khác, cá nhân khác để hỗ trợ cho các hợp tác xã đẩy mạnh vào hai cái nội dung. Một là sẽ phối hợp với các cái sở ban ngành trong tỉnh để đẩy mạnh các cái hoạt động về liên kết vùng cũng như là xây dựng tập trung các cái vùng nguyên liệu. Thứ hai nữa là sẽ tập trung vào cái đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ của hợp tác xã cũng như là người lao động, thành viên của hợp tác xã để có thể là nâng cao được trình độ cũng như là các kỹ năng nghề nghiệp để tiếp cận với các cái kênh thông tin bán hàng đa kênh để giúp cho cái hoạt động tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã được tốt hơn. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp hay xây dựng nông thôn mới không thể thành công nếu không có sự đóng góp của khu vực kinh tế tập thể. Vì vậy, mỗi xã viên, mỗi hợp tác xã cần khắc phục những hạn chế của cách làm kinh tế tập thể trước đây, tiếp tục khẳng định rõ hơn vị thế và vai trò của hợp tác xã kiểu mới trong nền kinh tế, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho chính những xã viên.